Tại khu vực tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hiện có nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất đồi. Các căn nhà này xây dựng đã nhiều năm qua, càng lên cao và lẫn quất trong các vườn cây ăn quả, rừng keo, các công trình trái phép được xây dựng càng đồ sộ, nhiều hạng mục kiên cố. Theo một số người dân ở khu vực này, trong số các công trình trái phép có cả căn nhà và một số hạng mục khác trong khu đất được cho là của gia đình ông Nguyễn Tân, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định và một số cán bộ đảng viên đã về hưu. Các nhà trái phép của gia đình ông Nguyễn Tân xây dựng trên khu vực đất đồi gồm các hạng mục như nhà ở, nhà kho, bể nước và hàng loạt các hạng mục khác. Xung quanh khu đất của gia đình ông Nguyễn Tân được dựng trụ và kéo lưới thép rào chắn khá vững chắc. Trước đó, năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đã kiểm tra đình chỉ việc thi công xây dựng công trình không phép này. Lúc đó, công trình do bà Nguyễn Thị Kim Ái, vợ ông Nguyễn Tân, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đứng tên. Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung và lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ một phần công trình. Ông Đoàn Thanh Bình, đội trưởng đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết. Cái hồ sơ ông Nguyễn Tân á, thì thực ra chúng tôi lập cho người thi công ở khu vực đó. Thời điểm chúng tôi lập biên bản là hồ sơ này là của bà Nguyễn Thị Kim Ái. Chúng tôi đã lập hồ sơ thì theo Ủy ban Nhân phường Quang Trung xử lý á, theo Nghị định 180 năm 2016. Thì hồ sơ đó đã cưỡng chế, phường Quang Trung đã cưỡng chế một phần và tiếp tục xây dựng kế hoạch cưỡng chế tiếp theo. Cũng xin ý kiến các ngành để sắp tới sẽ củng cố hồ sơ và tiếp tục làm tiếp. Hiện nay, đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn đã rà soát, thống kê được 30 công trình xây dựng trái phép tại khu vực tổ 49, khu vực 5 phường Quang Trung. Các công trình này xây dựng trái phép trong thời gian dài, nhưng chính quyền thành phố Quy Nhơn và Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung chưa giải quyết dứt điểm. Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn diễn ra lâu nay, chứ không phải mới đây. Hiện nay, thành phố Quy Nhơn cùng các cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân các phường, xã rà soát đánh giá lại toàn bộ các công trình xây dựng trái phép thuộc phạm vi quản lý. Trước mắt, tại khu vực tổ 49 phường Quang Trung sẽ thực hiện phân định cắm mốc, phân định khu vực được xây dựng và xử lý công trình trái phép. Sau thời gian cắm mốc, nếu còn tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép sẽ truy trách nhiệm chính quyền địa phương trong quản lý đất đai. Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết thêm. Vừa qua có một số đồng chí là cán bộ đảng viên hoặc là nguyên là cán bộ đảng viên trước đây, khi mà đã xác lập hồ sơ mà đầy đủ rồi thì cái việc mà thông tin đến các cái cấp ủy đảng, các cái chi bộ mà quản lý các đảng viên này để rồi cùng phối kết hợp trong vấn đề mà vận động để tháo dỡ hoặc là trả lại cái việc mà đã lấn chiếm, chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin cụ thể đối với các cái đơn vị, các đảng bộ. Là một số đồng chí đang nghỉ hưu thì bây giờ chắc chắn là sinh hoạt ở các cái địa phương, thì chính quyền địa phương, đảng ủy, ủy ban các phường xã người ta nắm rất là chắc vấn đề này, yêu cầu lãnh đạo cho các đảng ủy, các cái chi bộ để rồi tiếp tục trong công tác là giáo dục, truyền thông cũng như là vận động việc chấp hành công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn lập tổ kiểm tra việc xây dựng ở khu vực 5 phường Quang Trung. Qua đó, xác định các loại vi phạm, phân loại, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trước ngày 21 tháng 3 tới. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định, tỉnh Bình Định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, kể cả đảng viên, cán bộ hưu trí. Cả ai mà xây nhà trái phép, lấn chiếm đất đai, mua bán trái phép là xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ đảng viên. Tỉnh không có bao giờ bao che cái chuyện đó, không có ai chỉ đạo mình, đúng như mà địa phương nào mà không xử lý thì chịu trách nhiệm. Ở dưới đó có báo cáo cụ thể lên trường hợp nào thì sẽ xử lý.